Mày làm ơn đừng có nhắc lại lần nữa được không? Sao lại mặt lại nhăn nhó vậy? Biết rồi, còn tập tài liệu phải không? Tao nó mệt lắm rồi. Mà mày muốn nói gì mày ra đây đi. Đây bóng tối, đây là nhà của tao. Ở đây tao có thể chuẩn bị. Thật may, có một lũ người kia đâu mà ánh sáng. Ngu muội, dối trá, lừa lọc. Mày đừng đánh đồng tao với mày. Mày nhìn lại mày đi. Người đâu không người, ngợm không ra ngợm. Tao là người, mày là quái vật. Quái vật. Tao quái vật. Đúng, tao là quái vật. Tao sinh ra từ cái tâm địa đen tối của mày. Mày không tin tao thì tao là quái vật. Tao xấu xí tùy mày. Nhưng mà nhanh chóng nhớ, tao với mày là một. Là một. Tuyệt vời. Em là cô gái tuyệt nhất của anh đấy em à. Dạ em có thể chấm dứt được cái thằng đó được chưa anh? Thôi em có thể nào cố gắng với một thời gian nữa. Nhưng mà em chán nó lắm rồi. Em à, em biết mà, anh sắp thành công rồi. Giờ em cố gắng thêm một thời gian nữa thôi là chúng ta sẽ được ở bên nhau rồi. Nghe em. Thôi được rồi, em sẽ cố gắng đi anh. Tiền của tao thôi. Đối với tao nó là công cụ thôi. Không phải cái quái gì đó. Tao chỉ lợi dụng nó thôi. Chăm sóc anh mà. Anh bị điên hả? Anh biến về đi, tôi không bao giờ muốn thấy mặt anh nữa. Tao đây nè. Mày đâu? Mày lại đây tao, tao có gì cần nói mày. Xem hãy đến đây này. Có chuyện gì?
tay rồi. Cô á bỏ đi với ra ngủ rồi. Bao nhiêu năm anh là cái gì với nó, bây giờ tôi bất tất này, bất giác tình yêu, công việc, tương lai. Bao nhiêu năm qua mình lại giống như một con chó, bây giờ con chó nó quăng ngoài đường. Chính thức mày nói đi, bây giờ tao còn cái gì? Tao còn cái gì? Mới nhận một vụ tai nạn giao thông thảm khốc vừa xảy ra trên tuyến đường sắt Bắc Nam. Tai nạn đã cướp đi sinh mạng của một cặp tình nhân trẻ. Sau đây là một số hình ảnh của vụ tai nạn.